Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái làm 7 người chết, 3 người bị thương. Chiều nay 22 tháng 4, trao đổi với phóng viên lãnh đạo huyện Yên Bình. Thông tin cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày tại một nhà xưởng của công ty cổ phần xi si măng và khoáng sản Yên Bái đóng tại thị trấn Yên Bình. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh Yên Bái đã tới hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này. Ngoài 7 người tử nạn, 3 nạn nhân bị thương được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái để điều trị.